cá chám Vũ Đại ngày xưa ấy chỉ ăn ốc thôi. Thịt rất thơm ngon. Chặt khúc rồi nhất quyết không được rửa, để thật ráo nước. Xếp riềng, khế, rồi cá, lớp gia vị, nêm mắm ngon, hậu vị lan tỏa, ngọt từ trong ngọt ra, kho lâu với lửa nhỏ, không đảo, châm nước dần. Đúng rồi, xưa các cụ còn châm trả mạn nữa đấy. Xưa chỉ kho trong niêu đất sét Nghệ An, vùng từ Thanh Hóa, củi là củi nhãn, giữ trọn hương vị cá chấm. Dạ, kho lâu với lửa nhỏ này, không được đảo mà phải giữ nguyên. Kho lâu tới độ là lớp riềng cháy xém dậy hương, mỡ tan ra thấm vị vào cá. Ngày nay á thì cá chấm kho riềng Vũ Đại đã trở thành một đặc sản nổi tiếng, quà quý trao tay. Nhiều cá kho ngày Tết đậm đà tình nghĩa hơn mọi món cao sang. Họ biếu cá kho Vũ Đại từ làng quê đến khắp mọi miền Tổ quốc đấy ạ.